Cả nhà khi mua chim nhớ giùm mình câu này, là người mua lầm chứ người bán không bao giờ lầm nha. Anh em nên nhớ giùm mình cái này. Hai, chào buổi sáng tất cả mọi người nha. Thì ngày hôm nay mình có lại tiếp tục mình chia sẻ tiếp về cái trường hợp này. Chúng ta mình hiện tại là đang cầm một bịch cầu cào. Và anh em thấy cái gì không? Vậy nhìn sẽ rõ hơn. Thấy chưa? Đó, cho nên anh em mùa này anh em cẩn thận xíu nha. Đi mua cầu cào là sẽ gặp trường hợp này rất là nhiều nha. Con này anh em có hỏi là gọi là con sáng hoặc con giun nha. Đó. Đây con người thấy nó nhiều nhất không? Đây là thường sẽ gặp ở những con cầu cào già nhiều hơn. Thì đặc biệt là những anh em cho chim cho khú ăn á, thì anh em nên tốt nhất là anh em nên ngâm. Đừng có nghĩ là mấy con cầu cào nhỏ này nó là không có nha, nó vẫn có nha. Đó, như mấy con này nó có này, cho chim ăn vào thì nó sẽ dính ở trong cơ thể của con chim ha. Và anh em sẽ biết hậu quả như thế nào, là chuyện gì sẽ xảy ra. Thì lúc đó mình phải mua thuốc sậu lại cho chim ha. Cho nên là anh em nhớ là chim mình vẫn sậu lại định kỳ nha. Con người mình còn sậu lại mà nói tới con chim ha. Và sau đây mình cũng chia sẻ anh em luôn cái này. Có rất là nhiều cái gọi là vui trong cái việc mà anh em đi tìm chim chích chè lửa. Thì thường hiện tại bây giờ anh em thấy đa số tất cả chim chích chè lửa đều gọi là nam cát tiên hết. Nhưng mà nam cát tiên á, đuôi ngắn ngắn á, thì chả ai quan tâm tới làm gì cho mập. Nhưng mà đặc biệt một cái á, mình chia sẻ cái này là câu chuyện có thật. Còn mà mình lỡ mình nói á, anh nào nhọt thì nhọt ha. Còn những anh em nào mà mua bán thì sao nói, bây giờ anh em chỉ cần lên tiếng nói tôi cần một con chích chè lửa đuôi dài mà phải gốc nam cát tiên tôi muốn mua, phải tìm cho được. Trong vòng 2 ngày có. Mình nói thiệt với anh em nha, mình từ hồi xưa tới bây giờ, mình chơi từ lúc mà mình biết chơi chim đến bây giờ, và từ cái thời của ba mình nữa, ba mình nói là hồi xưa chưa bao giờ ông đi mua được con lửa nam cát tiên nào đuôi trên 25. Là mọi người tính thì ba mình nay 60 mấy tuổi rồi, và ổng tới bây giờ ổng chưa bao giờ ổng thấy được con lửa rừng nam cát tiên đuôi 25. Và ổng cũng tìm mấy bạn ổng đi hỏi mua luôn mà ổng cũng kiếm không ra. Mà thường thì những con đó, nói chung là những con đó có mọi người. Tại vì mình chơi với mấy ông mà đi bẫy chim đầu ấy, mấy ông nói có, nhưng mà rất là hiếm. Hình như là phải cả triệu con mới có được con, 2 con thôi chứ không có nhiều đâu mọi người. Và đặc biệt cái này là chỉ có 2 ngày thôi người ta kiếm ra được. Và cái câu chuyện này là ngày hôm qua mình có qua bên, nói chung mình đi nói chuyện chơi với ông anh mình thôi, ngồi sẵn lâu quá không gặp thì thấy ổng của mình nói chuyện. Em kể như thế này, là ở Sài Gòn có một cặp chim cha sinh mẹ sinh, nhưng mà đẻ ra con thì đặt tên nó là lửa nam cát tiên. Và nói chung là lúc đó cái anh bán á, thì anh không có, cái anh mà ghép á, thì anh bán cho một cái anh ở ngoài miền Trung. Thì cái anh miền Trung á, thì anh bắt về anh nuôi anh chơi. Sau thời gian thì anh chán, anh nói là anh mới đặt cái tên lại con lửa đó, chính là lửa nam cát tiên. Và đuôi con đó là lúc mà cái anh chủ ở Sài Gòn bán á, là mép 26, và anh mua anh nuôi á, là hết vừa hết mép luôn, là nuôi được một mùa lắm mọi người. Là con nó vừa gớt mép là mất tiêu mép, là nó không còn ấy, là bắt đầu chuyển qua hồng đen á. Thì cái con đó ảnh nuôi là đuôi ra được 27 mọi người, là 27 vừa gớt mép. Thì ảnh nói con lửa này là con lửa nam cát tiên, và sau đó bán lại cho ông anh ở trong Sài Gòn. Nhưng mà cái ông mua ở trong Sài Gòn á, lại đi hỏi trúng nghe cái thằng chủ bán đi rồi ngoài kia. Và cái anh chủ này có là chết mẹ rồi, con chim này nó của mình mà nó đi ghép hàng xin mà nó đi nói hàng cát tiên là sao ta. Cái anh mới dùng một số điện thoại lạ, và anh gọi anh nói anh cũng giả bộ mọi người, tại vì anh là người Bắc, cho nên anh giả giọng, anh nói được 2 giọng mà, vừa giọng Bắc vừa giọng miền Nam. Cho nên anh lấy cái giọng miền Nam anh nói chuyện với cái anh ngoài kia. Tại hồi trước thì anh thì thường anh sử dụng giọng cha sinh mẹ đẻ nhiều hơn là giọng miền Nam mình. Rồi sau đó anh gọi anh hỏi thì mới nói anh này đúng là chơi không hoặc lòng. Rồi sau đó thì cũng thì tại vì ảnh là người biết giá mọi người, xong cái ảnh mới khuyên anh bạn ảnh á thì trả giá đó hơn một xíu thôi. Tại vì con lửa đó là con lửa ghép hàng sinh thôi mọi người, chứ không phải là hàng Việt Nam. Cho nên là hàng Việt Nam mà hàng lửa nam cát tiên thì thật sự nói mình, ông nào mà chiên đi thợ bẫy hay là quen anh em nào thợ bẫy với chim lửa cát tiên, nam cát tiên á, rừng cát tiên thì anh em cũng biết rồi, nó có tổng diện tích hình như mình nhớ là hơn 72 km vuông.
72 km vuông hay 72 ngàn km vuông, chứ lộn, quên, 72 ngàn km vuông bạn. Cho nên là rừng rất là nhiều. Anh em nói ừ rừng nhiều lắm, mình vô đó bẫy chim tất nhiên có lửa đùi dài. Không có đâu mọi người, không có khi nào mà dễ lắm. Thợ mình đi bẫy mọi người không, kiếm một con mà 21, 22 mụn đỏ con mắt, kiếm còn không ra nữa mọi người không. Anh em nào cũng kêu ừ kiếm trong ơi, kiếm 21, 22. Và sau đó mình cũng đi khử qua bên hàng ở bên Tây Ninh. Thì Tây Ninh thì anh em biết rồi là toàn gốc Campuchia đi qua không à. Và chim anh em giờ anh em lại chơi với mình là nó ui nó không bắt rồi, xong lúc đó mình cũng dẹp luôn, mình đâu có chơi đâu. Cho nên mình cái video này á, mình làm vừa chia sẻ anh em này. Còn mà lỡ có nói tới ai thì mong anh em không cảm bỏ qua ha. Thì chim ở đâu thì anh em nói ở đó đi. Lửa cái âm cái tiên của mình thật sự mà nói là mình nói cũng được nữa. Giống như mấy con lửa giờ mình nhập ở Campuchia rồi. Giờ mình không nói ở đó. Giờ cái ông A đó ông nói ơi Trung, tao thấy mày chơi lửa cái này có tiền quá trời rồi. Mày kiếm cho tao cho anh con nào khoảng 25, 26 mà nó ok xíu. Mà phải nam cái tiên nha. Trong vòng 2 ngày có. Anh em tin nổi không? Thợ nào ở rừng có sẵn. Thợ nào ở rừng có sẵn và anh nào mà dám đảm bảo con chim đó. Lúc tất nhiên là người ta sẽ dám đảm bảo anh em là ừ, tôi bao hàng anh đi test nó phải rừng nào có tiên không, tại vì nó đâu anh em đâu biết được cha mẹ hay gốc gác gì đâu, anh em đi xét nghiệm ADN hay gì đó, chỉ có chim con anh em mới xét nghiệm ADN được thôi. Còn con chim mà gốc nam cát tiên á, chỉ có cái đường á là anh em bắt cái người đó dẫn lên ngược thợ gặp mày đi, mà đúng thiệt mà con chim lượng chim lửa đó không rẻ đâu mọi người. Nó giờ một con tầm khoảng 25 thì phải giờ phải mấy chục. Hôm qua thì mình cũng nghe tên là một con 27 mép vàng nam cát tiên, là như 6 hay 70 gì đó, trời ơi kinh khủng không mọi người. 27 mà mép vàng nam cát tiên nữa, trời ơi kiếm đâu ra nhức nách vậy. Thì giờ sợ mà nói là chim mà, tại vì anh em cứ nghĩ là nam hàng nam cát tiên nó hay, mà đúng thiệt nam cát tiên thì anh em chơi nào giờ, nhưng mà đa số thì mình qua mình nói mà nó gắn mát rất là dễ. Giờ ví dụ anh em nói ờ giờ tôi muốn có con chim quảng, thì anh em lấy con chim đâu đó giờ anh em nói chim quảng cũng được, hay là lấy con chim đâu đó giờ nói chim miền Trung cũng được. Và đặc biệt chim miền Bắc thì không có đuôi dài rồi, cho nên là không ai thèm lấy hết á. Tại vì chim cát tiên thì quá là thân thuộc với anh em mà, ai cũng nói ờ giờ tôi muốn tìm con lửa nam cát tiên thì nó cứ khắm vô trong đầu anh em rồi. Giống như lửa chim giờ nó ra đầu xà, con này ra đầu xà còn hắt cánh gà tre. Nhưng bữa mình cũng lên trên Facebook mình khịa đó, ủa đầu xà cậu hắt cánh gà tre là sao ta, mình nhìn con chim nó chả có bộ gì hết. Anh nói con chim phải chơi nó mới ra bộ đó. Ủa phải chơi mới ra bộ đó mà con chim bỏ giờ mà anh em dám khẳng định nó là đầu xà cậu hắt cánh gà tre ha, làm sao mà được. Anh em bán anh em ấy con chim này bộ xẻ đầu xà cậu hắt cánh gà tre, mà đâu phải nó bộ xẻ mà cái năng lòng nó cái đầu nó chui không ra không lọt luôn, mà làm sao mà nó là bộ xẻ được mọi người. Mọi người nghĩ đúng không? Mình đã nói cho nên là nhiều khi anh em bắt chim của mình á, nhiều người họ nói ủa sao trong sông chim mày nhỏ xíu chui lọt đang lòng luôn, mày không nói nó chim sẻ. Nó thì em nói mình đã nói rồi, con chim sẻ nó phải giống như con chim sẻ nó mới gọi là con bộ sẻ được, chứ con chim sẻ mà giống như con chà khen thì làm sao là con chim sẻ được, nó là con lửa bự con thôi chứ gì không. Cho nên nhiều khi á mỗi người sẽ có một cái quan niệm khác nhau, mỗi người sẽ có một cái gọi là nó sao ta, cách nói chuyện khác nhau mà, ý là một cách là chia sẻ anh em khác nhau. Nói chung mình chủ yếu chia sẻ anh em rồi, mình thì không phải là mình giặt áo cho người xâm lưng. Nói chung là mình muốn là để anh em cẩn trọng hơn trong việc mà mua bán chim. À hiện tại bây giờ cũng có cái trường hợp này nữa nè. Hiện tại bây giờ khú da bò mà nhuộm á mọi người, nó đã di cư từ ngoài Quảng Nam vô tới Đắk Lắk con tum rồi mọi người. Mình sẽ cho anh em xem, mình không biết còn hay không cái video này. Nó không còn nhuộm khú da bò khu bạc má nữa, mà nó nhuộm qua tới cái con này nè mọi người, con mung, và gắn nó là khú da bò mung. Và nó thằng này nó dụ tới ngày cái ông chuyên đi siêu tầm khú. Mọi người thấy không, đây dùng đẹp không? Tại biết sao, nói chung mình anh em nhìn con chim rồi anh em sẽ biết được là nó như thế nào, và anh em phải thấy con bò mung. Thì nói chung là hiện tại mình đang ghép cho nên mình không thể nào mình quay cho anh em được, nếu mà hay sau này ví dụ mà nó không có vấn đề gì. À đúng rồi, còn không anh em chịu khó xem video anh em gõ lên là khú da bò mung, rồi gắn thêm chữ Trung Chim Bình Dương phía sau là anh em sẽ thấy được con khú da bò nó như thế nào.
anh em thấy nhiều nhộm tinh vi không? Qua đời đặc biệt á, cái má con bò mung á mọi người, nếu mà anh em không biết nhìn anh em nhìn sẽ không thể nào ra được nó bình thường hay nó không bình thường. Nó bất thường hơn chỗ cái con má của cái con hồi nãy mình mới cho mọi người xem á. Con cú dâu bò mung má nó vẫn to bình thường nha mọi người, nó vẫn to chứ không phải là nó nhỏ như má con đó đâu mọi người. Má hai con hồi nãy là má con cú mung nè mọi người thấy không, và nó đen rất là đậm. Còn má con cú dâu bò mung á nó nhạt nhạt lắm mọi người, nhìn giống như kiểu nhạt nhạt, nó lật bay bay mọi người, giống kiểu ô lờ à, nó không có đậm như thế, nó không có đậm như thế này. Nói chung là anh em nhuộm thì anh em nên chịu khó đi mua con cú dâu bò mung về anh em xem mà anh em nhuộm, chứ nhuộm kiểu này thôi à, dân chơi là nhà sẽ biết liền. Và bán cũng khá là rẻ nha mọi người, chỉ có 3 triệu một con thôi thì anh em sẽ dính chắc. Và tên người nào thì mình sẽ cho mọi người xem luôn để mọi người khởi là né ha. Nick Facebook Nguyễn Trường Giang nha anh em nhớ né nha, nick Facebook là Nguyễn Trường Giang. Nói chung mà lừa hay là không á thì anh em cứ xem trực tiếp hay là ở gần á, mình coi nó sẽ ok hơn. Và cách mình nhìn những con chim nhuộm á mình cũng chia sẻ anh em rồi. Và đặc biệt một cái á, thường á những người này rất là hay, họ chỉ nhận cọc và chuyển, ví dụ anh em cọc 200 300 gì đó xong họ vẫn chuyển chim cho anh em nha. Và nhưng mà ra nhà xe anh em nhận ha, thì anh em cứ đi theo làm theo cách của mình, đi đầu tiên đem theo 50% gì đó và đem theo cụm băng keo. À, đem theo cống nước, cống sâu. Nói chung là để mà khi mình kiểm tra chim á, nếu mà nó không đúng á thì trả lại nhà xe, họ vẫn chịu trách nhiệm. Mình kiểm tra trước mặt nhà xe nha mọi người, cho nên là đừng nói anh ơi giờ mình đặc biệt mấy anh dọc đường là khó lắm mọi người. Ở trong bến xe nó mới kiểm tra được, nó dễ hơn. Thì cái video nó cũng có chia sẻ rồi. Thì anh em kiểm tra xong anh nói giờ thôi giờ con chim này nó không có đúng với lại con chim mình nhận, cho em xin gửi lại và em gửi anh tiền nước và anh hồi cước lại cho em và hồi lại cho em. Đó thì cái bên kia họ sẽ trả phí hoàn toàn hết. Và làm như thế thì nó rất là tội con chim, cho nên là anh em đem theo băng keo với lại đồ ăn thức uống á cho nó ăn là như thế, để là con chim nó không có tỏ tình hết. Mà mình làm như vậy thì nó khá là tội nó, chứ dòng ngược về tất nhiên mà anh em không có bỏ nước bỏ đồ vô nó sẽ chết. Cho nên là thì buổi sáng ngày hôm nay mình có lời chia sẻ anh em như vậy. Còn ai vừa hỏi mình cái vụ cái chất lượng cát tiên mà nhìn nhận như thế nào thì không biết, mình không biết mọi người ơi. Chim của người ta bán người ta nói như thế, còn cái này là cái câu chuyện hôm qua mình vừa đi gặp người, nói chung là nói chuyện có ra đó đàng hoàng. Còn cái anh nào mà ở lỡ Sài Gòn á mà anh mua chim rồi á thì anh nghe video của mình thì chắc là chắn là anh sẽ hỏi anh bạn của anh là sẽ biết liền. Còn mà cái anh kia thì nói chung là anh cũng nói chung mà lanh quá, hơi mà lanh xíu là chim ghép hàng xin mà kêu là hàng Việt, hàng Việt hoặc hàng cát tiên nữa. Thì nói chung là sẽ có mỗi người người này người nọ không à. Thì nói chung là nhiều khi á anh em, tại vì người ta cũng không phải là người mua bán, cho nên là mình đụng ngay mình chính là cái người đang đi tìm lửa nam cát tiên, thì tất nhiên giờ anh em nói giờ tôi bán con này con lửa sinh thì ông đó sẽ không mua, ông đang thích lửa nam cát tiên mà mình nói vậy thì người ta sẽ mua hơn. Nó con lửa này tôi mua nam cát tiên đó, tôi mua một năm rồi thuần rồi thì anh em về chơi đó thì tất nhiên sẽ bán được. Còn anh em nói giờ lửa sinh, có nhiều người họ sẽ không có lửa sinh đâu mọi người, không, nhưng mà nhìn bộ dáng thì có nhiều khi á có những con lửa sinh đó, nó chơi không hay và có những con lửa sinh nó chơi cũng rất là hay, không phải là dòng nào cũng không hay mọi người, và không phải dòng nào cũng rất là hay hết. Cho nên nhiều khi lửa nam cát tiên của mình á, có anh em nói giờ con này tụ sao giờ chơi dữ không, có con giờ hả 1-2 tháng nó không chơi và 3 tháng cũng không chơi, và khi 5-6 tháng bắt đầu nó có thể là chơi, nhưng mà nó chơi đều chưa lên được, tại vì do một phần nữa là do tố chất con chim với lại và cái môi trường sống và là cái mồi tươi thức ăn anh em cho ăn như thế nào nữa, nó phụ thuộc rất là nhiều. Nhưng mà lửa mình đảm bảo với anh em là lửa nam cát tiên. Còn anh em không tin thì mình sẽ dẫn anh em lên gặp thợ mình luôn. Cái này là chuyện bình thường hết, mình anh em chỉ cần mình lên mình xin thợ, mình nói họ mình dẫn vô anh em vô ngay cọc móc nam cát tiên, đại chữ nam cát tiên đàng hoàng. Video mình hồi xưa cũng có cái là có móc nam cát tiên cho anh em xem. Nói chung là cái gì cũng có cái lý do của nó hết mọi người, chứ không phải là không có đâu mọi người. Hồi xưa không biết mọi người có thấy là mình có một cái video mình quay thì đa số mình đều có giữ lưu lại hết để sau này ví dụ mà anh em có vấn đề gì á. Mà thường những con chim mình rẻ tiền không mọi người, ít thế nào mình kiếm những cái con chim mà 40-50 triệu hay gì đó và mình đem đi lừa anh em chi mấy cái đó thì cũng chả có là gì mọi người. Để mình tìm cái móc đó xem cho mọi người xem. Anh thợ mình cũng khá là vui, chim chết đem ngay móc ranh giới
chồng luôn. Rồi xong, sao mất tiêu rồi. Còn không thì anh em có thể là không tin thì anh em cứ hỏi những anh em nào mà nói chung là có trên Facebook có một ông trùm chuyên gia đi rừng Cát Tiên bào chim, thì anh em có hỏi hỏi anh đó sao một năm ảnh từ hồi lúc mà ảnh bắt tới bây giờ là ảnh có bao giờ ảnh bắt được con nào 25, 26, 27 gì trong rừng Cát Tiên không. Cái hình đó là để mình sẽ tìm lại mình gửi cho anh em xem, mà mình sẽ hẹn hứa anh em là sẽ có quay video đợt sau về cái hình mà cái cột mốc rừng Nam Cát Tiên. Ok, giờ mình cũng xin kết thúc video tại đây ha. Chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Hẹn mọi người lúc sau, anh em nào cần mình chia sẻ về toàn hình là chim với cái gì đâu không à. Chứ không có hình cái con móc rồi, chắc bạn đã xóa rồi. Nói chung một cái móc đó nhiều khi đăng lên người ta thấy người ta sẽ lụm đầu mọi người. Tại vì biết mình đi vô trong rừng hay này kia nọ đó.